Trong video tiếp theo ngày hôm nay thì em Phương lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị mình một khu nhà mới nữa nha. Mà khu này nó có cái mặt tiền rất là thông thoáng. Đường bê tông, đường nhà nước, đường thông. Thông ra lại đường rộng lớn đi về hướng 824 à Cầu Lớn Hồng Môn. Đường thông nha, đường nhà nước của anh chị. Ở đây thì dân cư nó không quá đông đâu. Cái vị trí này dân không quá đâu, em thấy là dân nó hơi thưa. Tại vì từ vị trí này đi về hướng Cầu Lớn cũng phải sáu cây số. Khá là xa nha nhưng bù lại thì nhà này xây đẹp, mới, thiết kế hiện đại, đường thông thoáng rộng rãi. đây này, cái đường nội bộ của nó này, đường nội bộ 4 mét nha. ở khu này có nhiều mức giá lắm, của anh chị mình nếu mà chị mua ở đơn thường không kinh doanh buôn bán gì thì lấy mấy cái bên trong đi, bên trong giá nó rẻ hơn. bên trong thì nó chỉ trên 600 một xíu là có một căn nhà rồi ngang bốn giờ tám. còn ngoài mặt tiền này thì nhiều tích nó dài hơn, nó lớn hơn. Nó là ngang 4 và 12 Cái nhà là 10m, cái sân là 2m Đó, có cổng rào, có mái che, Có nồi thắt hết Và căn mặt tiền này thì giá nó đang là 870 Nhưng mà của bác anh chị mình được hỗ trợ góp không lãi sức Mình nhận nhà thì đưa trước 400 thôi Còn lại 470 thì anh chị mình góp uh, Cho bên chỗ đầu tư Góp mà thời gian góp là 12 tháng, 24 tháng uh, có hỗ trợ lãi suất uh, không lãi suất trong thời gian khoảng 6 cho tới là 12 tháng đầu đó À, cái thông tin chính xác thì uh, tầm khoảng một tuần nữa là sẽ có nha. Tại vì khu này chưa chính thức mở bán nhưng mà tại vì cái người chủ á là anh em với em Phương trong nghề cho nên là họ có nhờ tới quay và giới thiệu trước. Khu này của bác anh chị mình chưa thấy có bất kỳ một đơn vị nào quay và giới thiệu đâu. Em Phương đơn vị bên công ty em Phương là gần như là sẽ là người đầu tiên quay khu này ha. Cái góc này uh, ngang 4 và 12 nha, một trệt một lầu, có hai ban công. Tại vì nó là hai mặt tiền, hai ban công và mạch tiền đường đường nhà nước cho nên là cô bác anh chị mình nếu mà có thể là à, gia đình mình mà có cái truyền thống kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ gì đó như là tiệm thuốc tây hay là bán tập hóa thì có thể lấy cái góc này, lấy mặt tiền này, còn không cô bác anh chị mình mua ở thôi thì lấy lấy mấy cái bên trong cho nó rẻ nha. Nhà xây đẹp lắm, kiên cố chắc chắn, tường là riêng hết, móng riêng hết, điện nước là mỗi nhà một đồng hồ điện. À, điện điện là điện nhà nước của bác anh chị mình đóng trực tiếp cho điện lực á chứ không phải là chung chạy gì nữa nha. Ở đây người ta có để nội thất luôn, có bán chị mình lấy nội thất á Nếu mà lấy nội thất thì uh, nó thêm 20 triệu, còn không lấy nội thất thì nó trừ ra nha Không lấy nội thất thì chỉ có là rưỡi thôi, còn uh, uh, lấy nội thất thì là 870 Ở đây thì nội thất là em thấy dính tường chứ khả năng là căn này là bắt buộc là phải lấy nội thất rồi đó Tại vì nó dính tường hết rồi, bây giờ tháo ra thì nó lại ảnh hưởng tới cái nhà nữa đó các bạn chị mình thấy nếu mà cảm thấy căn này phù hợp thì uh, tham khảo còn không thì uh, tham khảo mấy cái bên trong cái thiết kế thì nó tương tự nhau nha nó chỉ xác là nó chỉ khác á, là mấy cái bên trong nó không có xăng thôi cho nên là em quay cái mặt tiền của bán chị mình xem căn này thì diện tích thiết kế là không khác gì bên trong hết bên trong là nó không có xăng với lại nó ngắn hơn 2 mét thôi anh chị nó cũng là một trệt một lầu và hai phòng ngủ cũng như là hai phòng vệ sinh thì ở đây rẻ nhất là đang khoảng sáu trăm rưỡi một căn đó của bán chị mình quan tâm thì có thể liên hệ bên địa phương sâu trợ đi Cê mình gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng giá thêm nha anh chị